Chào bà con. Hôm nay trước tiên Minh Nguyễn xin chúc bà con, chúc những anh em cô chú, những người trồng bản bà trồng dừa có một cái buổi video xem thật là ý nghĩa ha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho bà con một cái loại phân hữu cơ, phân bón vi sinh nha. Thì cái phân này á là mình xài cho cái dừa mới trồng là mới đặt xuống á, là cho tới dừa khoảng là một năm tuổi ha. Bà con nên xài cái thằng này nó xài luôn cho dừa có trái luôn, mà như sợ cái sao sợ bà con không chi phí nó hơi cao nè. Cái thằng này là chuyên về cho dừa nha bà con, nè bà con thấy thằng này là chuyên về cho dừa nè. Đây mình sẽ quay cho bà con cái sản phẩm mới nè. Cái sản phẩm này cũng bà con xài cũng có hiệu quả lắm nè, rất hiệu quả nè. Đây, chi nhiệt cây dừa nha bà con, nhớ nha. Nhưng mà nó cũng dùng cho cái rau màu khác được, nhưng mà nó thì chi mình cây dừa hơn nha bà con. Đây nè, mình là bán cũng vật tư nông nghiệp luôn, nhưng mình bán mình xài cái sản phẩm nào thấy ok mình chi nhiệt cây dừa không à. Rồi cũng như bây giờ nè, cái dừa mình mới trồng đó bà con, muốn cái dừa nó phát triển nhanh mau lẹ, sau này 18-19 tháng có lứa mèo á, thì bà con phải phải kích rễ, phải vô phân định kỳ cho nó đúng đó. Nếu mà cái cây dừa chúng ta cái bộ rễ mà nó không phát triển được á, là chúng ta tưới phân là nó đâu có hấp thụ được đó. Bà con tưới bao nhiêu nó bốc hơi đó, nó không hấp thụ được, tại do cái bộ rễ chúng ta yếu. Cái sản phẩm này nè là nó là chuyên về cho nó kích rễ ra, nó bung cái đọt, nó tạo cái tán cho cái dừa nó rè ra. Chứ bà con trồng dừa mà con không có xài những cái sản phẩm cái rễ này, hoặc là bà con không vô phân định kỳ nó, thì cái đọt nó teo, cái lá nó vàng quen quách à, chứ không phải được như vậy. Đây là cái dừa xanh đôi nha bà con. Một cái dừa là hai mọng mình trồng nó, mình chăm sóc, mình tưới, mình nghiên cứu thử coi cái sự phát triển của nó cỡ nào. Đó cho nên mình áp dụng cái phân thuốc này nè, GA3 super nha bà con. Nó là bung đọt đều tán mập thân. Đó là nó là có nghĩa là nó dưỡng cây xanh lá là dày lá bóng lá, kích thích cây mau phát bắt bộ rễ, mau bắt phân này bà con. Tăng màu xanh cho lá là vậy nè bà con. Nè đó bà con thấy không, cái lá mướt rượt nè không? Đó. Bà con xài sản phẩm này là bà con nhìn cái bộ lá dừa bà con rất là đẹp. Cái cây này cây dừa xanh đôi này nha, bà con thấy nó đều hai cái cây thân không? Nè nó là tăng màu xanh cho lá, mập đọt, chống vàng lá sinh lý, cháy lá non nè, thối nhũng nè, nó trị được luôn nha bà con. Biến vàng thành xanh ngay lập tức. Giá quá rồi, sẽ ra đây nè, rồi vô qua camera không rồi, nhưng mà nè. Biến vàng thành xanh ngay lập tức nha bà con. Là cái hiệu quả kéo dài sau khi sử dụng. Đó. Cái này nó cho phép chúng ta phun, nhưng mà phun trên lá được. Nhưng thôi, cái thằng bóng vi lượng này là bà con không nên phun, bà con chỉ tưới. Có nghĩa là mình tưới theo cái tỷ lệ một bịch như vậy, bà con pha cho mình 5 kg DAP nha bà con. Tưới được cho 50 gốc dừa, mà dừa từ mới trồng tới là 6 tháng tuổi. Bà con từ một bịch thì bà con tưới được 50 gốc dừa nè. Bà con pha với 5 kg DAP tưới cũng được, nhưng mà cái liều lượng như vậy, bà con pha này bà muốn con muốn rải với DAP cũng được. Nhưng mà một bịch này rải với 5 kg DAP. Đó bà con cho nó ăn là mình khoảng là 50 gốc dừa là cái tính ta theo cái tỷ lệ này đó. Bà con cứ nếu mà xài sản phẩm này, bà con thấy cây dừa bà con phát triển rõ ràng liền, nó kích thích cái bộ rễ cho chúng ta cực kỳ hiệu quả. Thằng này nó là chuyên nhìn cây dừa nha bà con, nó chuyên nhìn cây dừa đó nha. Cây dừa mà bà con trồng bà con không có kích rễ nó lâu quá ăn lắm. Nó vàng que vàng quách nè, cái đọt nó đâu có bung ra hả. Cái dừa mà cái đọt nó không bung á thì cái dừa mà đọt không bung thì cái cây nó đâu phát triển. Nó nè, như cái đọt vậy nè bà con, nó bung nó giọt lên nè, thấy không nè bà con, thấy không đó. Cho nên mình đã lấy cái sản phẩm này ra, mình muốn chia sẻ rộng rãi cho bà con để trải nghiệm xài cho bà con dừa. Bà con 18-19 tháng có lưa mèo, chứ bà con trồng mà bà con ngại không có đầu tư, là không có vô phân đúng cách, thì nó đổi lại là cái dừa chúng ta 2 năm rưỡi 3 năm mới có lưỡi mèo đó. Tính ra cái thời gian đó bà con thấy không, phân phướng bà con bao nhiêu, biết bao nhiêu chừng nào bà con mới thu hồi vốn.
Cho nên bà con trồng trọt, bà con phải đầu tư và tưới phân đúng định kỳ. Bởi vì nó nhất nước thì nhì phân, tam cần tưới giống. Cái phân này nè, phân là phân đa vi lượng luôn. Phân này là phân bón vi lượng nông nghiệp nè. Đó. Bà có thấy không? Đâm tược nhanh, bung chồi mạnh, mập cọc, xanh lá, dày lá, bóng lá. Nhớ cho bà con, biến vàng thành xanh ngay lập tức. Bà con tưới cái này rồi, bà con sẽ thấy cái hiệu quả của cái thằng Super G3 này nè. G3 nè, Super nè, IBO. Đó bà con nhớ. Thì bà con có muốn đặt hàng thì mình có để cái số điện thoại và cái số Zalo ở trên cái video. Đó, rồi bà con đặt hàng. Mình có giao hàng trên toàn quốc luôn. Đó. Đó, bà con ha. Đó, bà con thấy không? Rồi, thôi video mình nói đến đây cũng hơi dài ha. Chúc bà con thành công nha. Nè, bà con thấy không? Mình không nói là cái dừa này bao nhiêu tháng, nhưng mà bà con trồng cái dừa mới cộng với DAP để bà con tưới. Là từ mới trồng đến 6 tháng là bà con xài cái bịch này là tôi làm với trộn với 5 kg DAP là bà con tưới là sử dụng tưới là được 50 gốc dừa đó. Đó, bà con có trồng số lượng nhiều thì bà con nhân lên. Một lần một đợt tưới với bà con cách nhau 20 ngày. Bà con tưới một lần. Đó. Nhớ cho bà con rồi pha phân loãng rồi cái đầu bà con muốn có đặt thuốc thì mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái kỹ thuật đặng ngâm phân và cách tưới cho nó hiệu quả luôn. Mình chia sẻ cho bà con luôn. Nếu mà bà con đặt thuốc thì bà con Zalo với mình hoặc là điện thoại hỏi mình chỉ chi tiết hơn, chứ trên video thì mình nói ra đây là nó hơi dài. Nè, thôi chào bà con nha bà con. Đây. Rồi, Minh Nguyễn chào bà con. Bà con xem video thấy có hữu ích thì bà con cho mình một like ha bà con ha. Hoặc là một subscribe đăng ký để theo dõi kênh của Minh Nguyễn nha.